Đại Gia Đình Mua Nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Đất Bác Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 20 căn tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp nha. Khu nhà mình với con đường trước nhà rộng lên tới 10m và đường nhựa mới trải cực kỳ đẹp luôn. Khu nhà này thì đã bán được 3 căn phía ngoài rồi, chúng ta còn 7 căn phía bên trong. Với diện tích đều nhau, ngang 4m2, sâu 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Và đã mấy căn bên trong thì đang được chào giá bán từ dưới 10 tỷ nha anh chị. Dưới 10 tỷ đồng vẫn còn thương lượng. Hướng nhà đều là hướng chính Tây, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Khu nhà mình thì xây đồng bộ theo mẫu hiện đại rất là đẹp. Con đường trước nhà thì rộng 10m nha quý vị. Đường rộng tới 10m và khu nhà đồng bộ rất là sang luôn. Anh chị cô chú nào quan tâm đến khu nhà đẹp tại trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 này thì hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bác Hưng. Và chúng ta sẽ đến với một căn nhà gần cuối hẻm nha anh chị. Khu nhà rất đẹp, rất là cao cấp nha. 3 căn phía ngoài thì đã bán hết rồi. 3 căn phía ngoài này bán hết rồi nha. Chỉ còn các căn phía sau này. Các căn phía sau thì ngang 4m2, sâu 17m. Giá vẫn còn thương lượng. Đường trước nhà rộng 10m, có vỉa hè. Khu nhà mình thì anh chị có thể thoải mái đậu xe hơi trước nhà. Đây, toàn bộ là nhà phố hiện đại, nhà đẹp nha quý vị. Và chúng ta cùng di chuyển vào căn nhà mình đang được giá bán dưới 10 tỷ đồng một tí. Căn nhà 4m2, dài 17m, hướng chính Tây. Đây, căn nhà phố hiện đại. Đây là mặt tiền ở góc máy 1 chấm này. Góc máy gần thì mặt tiền rất là đẹp luôn. Trang trí ốp gạch và trang trí theo kiểu hình hộp vuông. Đường trước nhà rộng tầm 10m nha quý vị. Con đường rất là rộng cho chúng ta đậu xe hơi trước nhà. Và khu nhà mình là khu nhà đồng bộ, khu nhà mới xây, toàn bộ là nhà phố hiện đại cao cấp và giá rẻ thôi. Anh chị cô chú nào thích khu nhà này hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bác Hưng nha. Đường trước nhà rộng tới 10m, đường rất là rộng, rất là thoáng luôn. Khu nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ mát nha. Đường thì rộng rãi và thoáng mát. Và chúng ta sẽ cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Căn nhà mình thì thiết kế theo mẫu hiện đại rất đẹp, rất cao cấp nha quý vị. Đang được chào giá bán rẻ nhất khu. Chỉ có 9 tỷ 990 triệu đồng. Phía trong đây sẽ có khu vực sân xe máy và gara ô tô. Nhà thì có thể đậu được 2 xe hơi trong nhà. Bên ngoài có bộ cửa sắt và bên trong có lớp cửa cuốn nha. Có thể đậu được 2 xe hơi trong nhà. Trong đây thì sẽ là gara ô tô. Gara thì được ốp sàn gạch 80 và tường cũng được ốp gạch 80 lên đến đụng trần luôn. Một căn nhà giá rẻ nhất khu và đường cũng 10m, rất là thoáng nha quý vị. Di chuyển vào trong đây, chúng ta sẽ đến với khu vực tủ rượu và toilet ở phía dưới gầm cầu thang. Căn nhà mình thì thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, một phòng xông hơi, phòng tắm ở trên sân thượng và khoảng phòng thờ sân thượng phía trước cho chúng ta trồng cây, sân thượng phía sau để giặt và phơi đồ. Đây là khu vực phòng khách nha. Phòng khách được làm dưới trệt, bếp được đưa lên trên lửng, thiết kế lửng ngược rất đẹp luôn. Ở đây thì được tặng dãy sofa, trên thì có tặng tủ lạnh và bộ bàn ăn. Căn nhà mình thì được tặng full nội thất khoảng tầm 500 triệu đồng. Với hướng chính là hướng chính Tây, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và giá bán chỉ có 9 tỷ 990 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào muốn mua căn nhà này thì hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bác Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp này nha. Cầu thang thì được ốp đá Ấn Độ và chạy đèn LED rất đẹp. Trụ và tay vịn là gỗ gò đỏ.
Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng bếp ở trên lửng. Phòng bếp của căn nhà mình thì được tặng lại bàn ăn, bộ tủ bếp gỗ An Cường, tặng lò vi sóng, tủ lạnh và bếp điện kèm với máy hút khói. Phòng bếp rất là rộng nha quý anh chị, rất rộng rãi và thoáng luôn. Phía ngoài có ban công cho chúng ta trồng cây với tầng lửng. Một cái giá bán rẻ nhất khu chỉ có 9 tỷ 990 triệu đồng thôi. Quý anh chị cô chú xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta sở hữu và đi xem căn nhà này. Nhà rất là đẹp nha quý vị. Cùng em di chuyển lên khúc bên trên. Đường nhựa mới trái rồi, đường thì cực kẹt, có thể đậu xe hơi trước nhà vô tư. Di chuyển lên đây sẽ có 4 phòng ngủ, toilet riêng từng phòng. Cửa vào phòng ngủ là cửa ô cam xe, sàn ốp sàn gạch và gỗ, có tủ quần áo, kệ tivi và giường của An Cường, đầy đủ hết nội thất luôn. Phòng thì cực kỳ rộng nha quý chị. Nhà làm toilet riêng hết luôn. Anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua thì hãy gọi ngay về tới em Hưng. Phía ngoài có ban công đúc tầm 1m2, cửa nhôm xin pha và có trồng cây xanh ra mặt tiền nhé. Phòng rất là rộng, có máy lạnh Capper hết nha. Full nội thất khoảng 500 triệu và giá chỉ có 9 tỷ 990 triệu đồng thôi. Giá vẫn còn thương lượng nha quý vị. Anh chị cô chú nào có nhu cầu mua thì hãy gọi ngay về tới em Hưng. Và vào đây sẽ là phòng ngủ số 2. Giường mặn, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi có hết nha. Phòng ngủ rộng và rất đẹp luôn. Đường sau thì chúng ta có giếng trời và nhà vệ sinh. Toilet đường sau này có thể lắp vách kính được. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh và gọi ngay về tới em Hưng. Nhớ thả chuông, bấm like nha. Một căn nhà giá rẻ tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 Gò Vấp. Hẻm trước nhà rộng tới 10m. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía trên nha. Phía trên thì sẽ có thêm hai phòng ngủ giống bên dưới luôn. Đây, phòng ngủ thì cực kỳ rộng rãi và thoáng. Giống như bên dưới nha anh chị. Full hết nội thất luôn, về chỉ việc đem vali về ở thôi. Rất là đẹp ạ. Phòng thì cực kỳ rộng, do nhà mình dài tới 17m, xây dựng hết đất. 4m2 dài 17 nha. Và di chuyển lên trên sẽ đến với khu vực phòng thờ, sân thượng trước sau. Phía ngoài này là khoảng phòng thờ sân thượng trước nha. Phòng thờ thì rất là rộng, chúng ta thoải mái thờ ở đây. Có cửa nhôm xi pha và rèm cửa luôn. Phía ngoài này khoảng sân thượng thì chị thoải mái trồng cây nha. Ốp gạch sạch sẽ hết rồi. Và di chuyển vào sau đây sẽ là khu vực để máy giặt và khu vực phòng xông hơi khô, cũng như là khu vực bồn tắm nằm của nhà mình. Nhà có làm bồn tắm và phòng xông hơi ở đây. Thế sau này chúng ta để máy giặt và phơi đồ nha. Đấy, một căn nhà rất đầy đủ tiện ích để đủ đồ chơi cho anh chị.
Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.